em vẫn còn... Lúc đó em đang học quản lý nhà hàng khách sạn á. Rồi tại sao lại phải cưới sớm như vậy? Thì tụi em thấy tìm hiểu cũng nhiều, với lại nhà em thì cũng neo đơn á. Một mình em với mẹ em thôi. Thì em có muốn hợp thức hóa, giống như cưới về rồi sinh con đẻ cái cho nhà nó vui cửa, vui nhà vui cửa. Nhà vui cửa. Dạ. Mẹ có vui không? Mẹ có đồng ý? Dạ, giờ mẹ thì đồng ý, vui. Tại vì mẹ em thấy tính tình em thì tốt, với lại nói chung là chịu khó lắng nghe. Nãy em nói là hợp thức hóa. Dạ, hợp thức hóa. Hợp thức hóa chuyện gì? Hợp thức hóa chuyện cưới sinh. Chắc không? Hay là hợp thức hóa chuyện kia? Không, này chuyện này. Tưởng nó hợp thức hóa chuyện ông bác sĩ. Thôi, tại hai bạn trẻ quá mà. Tại vì nhà em với ảnh thì cũng xa nhau quá mà. Quen nhau thời gian 2 năm mà đi lại chắc tiền xăng hơi nhiều rồi. Đủ mua. Nhà em thì có đồng ý luôn không? Dạ có, em cũng vừa tốt nghiệp á thì gia đình em cũng đồng ý luôn. Dạ. Như vậy là anh hỏi nè. Dạ. Em lấy vợ, vợ còn rất là thiên đi. Dạ. À, vậy thì về nhà có hành em theo kiểu mà trẻ con mà hành người lớn. Dạ đó là điều tất nhiên rồi. Vợ em á thì ở nhà cũng được cưng chiều á, không biết nấu ăn, nói chung là không biết gì hết. Rồi em biết làm không? Dạ thì em cũng biết chút chút. Nên lúc về thì vợ em nói chung là tính nít thì cũng nhõng nhẽo rồi vậy đó, cũng ngủ nướng vậy á. Thì em cũng về mình khuyên bảo rồi mình chỉ cho vợ em làm từ việc nhà rồi nấu ăn. Thì không, em chỉ là mẹ em chỉ. Dạ em chỉ. Đúng rồi, anh chỉ á chị. Giỏi vậy, ông cũng hơn người ta có 3 tuổi cũng con nít chứ bộ. Dạ ừ. Nhưng mà em thấy ảnh 25 tuổi mà em tưởng ảnh ba mấy 40 tuổi thôi. Giỏi cái gì cũng biết á chị. Dạ em biết nấu ăn là nhờ ảnh chỉ em. Mà em học ở đâu? Dạ thì em cũng học từ mẹ em, tại vì nhà em cũng có 2 mẹ con á nên em được. Là bạn này thương mẹ lắm nè đúng không? Dạ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.